cao nó là cái con này trực gạo. Thương hiệu chú là 135. 135. Còn hai bông chưa làm xong rồi, chú làm rồi. Bệ nó thích quá nhỉ. Không có đối thủ. Bệ nó bị thích. Trước bán một cây bé về này. Cây này có định giao lưu hay bán chứ gì không ạ? Không biết thế. Bán thì lúc nào chú... Để cháu xem là cái dòng chữ gì đây. À mai thơ. À đây, u biếu quanh thân xẹo méo, xẹo tròn. Méo tròn. Đây là gốc chữ... bồ ngọn chỉ. Gốc bồ ngọn chỉ con. Con con. Em nay kéo tạo thành mấy thế. Rồi. Tô đẹp cho đời đẹp lúc non. Quá hay. Quá hay và ý nghĩa. Quá hay và ý nghĩa. 135. Đây nghe. Chữ cả. Thì nó cháu thích có thích nghe thơ không? Dạ, cũng không hiểu lắm nhưng mà thích chúng nghe. Chúng không phải là nhà thơ đâu. Dạ. Nhưng mà chúng không biết chúng có làm thơ thôi. Nói về nghệ thuật thì thường thường là có những điểm chung luôn. Đây, ngồi nhìn tán thích thế. Không có đối thủ đâu. Không có đối thủ. Chị kìa. Xanh như thế này thì ai mà chị yêu. Rất đều. Rất đều. Rất hợp lý. Tay dưới to hơn tay trên. Nhất là tí gốc bồ ngọn chỉ. Gốc bồ ngọn chỉ. Được. Chia tay tán hợp lý. Còn là 2 bông rồi. 2 bông này. Và 2 bông nữa thì có tháng rồi. Cái này là sắp xong rồi. Xong rồi. Nhanh lắm. Trời ơi. Cái này cho lên tranh tạp chí được chứ. Bệ này. Bệ xung quanh này. Không chê được vào đâu. Trực gạo. Trực gạo. Này làm ảnh tạp chí cho mấy cái tạp chí nghệ thuật bonsai. Xem thì nó đầy rồi. Đấy. Không có đối thủ. Bệ. Tông thể cậy. Bệ rất bệ. Tay cảnh cắt đây. Giật. Thế này thôi. Đấy. 21 phân mà. Ôi cháu mà có cây này cháu ngắm cả ngày cả đêm. Đêm cháu dậy cháu phải nghe tí. Kể cả cây cháu nó chưa được như này nhưng mà cháu đêm nào cháu phải dậy cháu nghe. Nó bị nghiện, nó bị nghiện. Đồng tán chia. Rất hợp lý. Ôi dồi ôi, cái ông thiện đấy là đưa lên phây 30 người hỏi mà chưa. À thế ạ. Cứ đọc đi. Cháu có đăng lên hàng nghìn người thích chứ. Bác Nam. Đấy. Quá đẹp. Trực gạo. Bệ mà nó không bị rối. Bệ nó bệ không bị rối. Quá. Phía này nó mạnh lên. Bông này nó xong rồi. Tuyệt phẩm ấy, hoàn thiện. Tuyệt phẩm. Xong răm dây lại. Úi xuống. Đàn kích động. Đây là cái gạo thu nhỏ này. Tự nhiên thu nhỏ. Bệ thích quá. Đấy, vừa nói chuyện chú bảo trực nên là chơi là rất là khó đấy. Huyền nhất cái lái thì có thể che đi được. Mà cái này lỗi nên nhìn ngay. Chịt lỗi nhìn ngay. À, những cây đẹp nhất thường là những cây trực, trực quần tử. Mình có thể rất nhiều cây trực chú nhỉ. Đấy. Từ những cây xanh hay là cây xanh cho đến cây rành rành này đều trực. Một cây nam điền quả vừa thích quá nhỉ. Ô đấy thì quay kỹ cái này đi mê đi mê mê từ T
Tết giờ mình có đem cây này đi đâu không? Đúng không? Cũng mang cây nhỏ cây này mang hai đồng tân lên đấy luôn. À. Không nhận mà cứ mang đi chơi. Tân 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 ngay đấy. Tân nhà vườn đấy. Đúng rồi. Thế tân bảo bao nhiêu cây này bác nhượng em, bảo không anh mang đi chơi. Bảo thú nhiều cân đấy. Cứ lần lắm. Vâng. Thế chú được là 2.000 tân là chẳng biết là làm cứ gửi cây đồng cây tức là cây lan vâng là 35 triệu vâng thân nó bằng cái này này vâng đúng dáng cái này vâng nhưng nó bé hơn cây này mười cây nó đưa vào tầm khoảng 6 cây này đấy là hơn cây này tân chưa biết vâng à chưa biết ừ. Tân chưa biết chứ chắc lại phải mê mẩn lại phải mất ngủ quá đâu. Nhìn này mà có động lực mà phấn đấu chứ. Đấy. Chồng nó lực sĩ, chồng nó mạnh mạnh. Chồng nó đúng chất động lực, đúng động chất tỷ lệ con sai. Động lực. À một phần. À có thích để cái thước không? Dạ. Để chúng minh chứng cái thước. Vâng. Cho cháu cái thước. Cho cháu này. Cho khán giả biết. Đấy, này chợ nó chả có cây nào không quay phim thì giờ vào đây lại gặp những cái tuyệt phẩm. Chợ là chúng có sao giữ chưa? Có được đâu. Để thế nào? 21 phân. Đấy, từ mặt đất, mặt chậu lên. Đấy, 21 phân. 21 phân. Chuẩn không? Nhìn cái bao thuốc là đã hiểu rồi. Năm chúng còn bán cũng rơi càng sĩ lực sĩ và nhà chúng không nhiều cây nhưng mà chúng bán rất nhiều. Cái này có mai mất, này có mai mất, nhà người tị tị làm nhà người đến mua thì kinh khủng. Tị nhiều cây hay đấy, tị nhiều cây hay hơn kinh nghiệm nhạc đấy, tị lấy người chúng nhiều lắm. Đã cứ hỏi tị thì chúng làm được đấy không. Okay. Nhưng mà trả đến tháng này cho không vô thế cũng chậm. Được xi. Cây này cháu mấy hôm nữa cháu sẽ lấy một cây tường vi của nhạn nó trực này cũng được. Mà về phải làm. Nhưng xanh xi vẫn thích hơn, tán vẫn thích hơn, làm răm giữa cũng thích. Có cái cốt tường vi này, cháu lấy cây tường vi của nhạn. Tất nhiên nó là phôi thôi. Cháu trẻ nó chơi phôi thì sau này mà cháu thích làm hơn. Thích làm nó là thích hưởng. Này là đi học hỏi con chú là nhìn là thích lắm. Tất nhiên những cái này ai chả mơ ước có. Khó lắm. Mơ ước. Chữ là khó lắm. Cháu thì có 3 con biển, một con thì nó to hơn này. Còn 2 con biển nó to lắm. Cơ bản phải đẹp cháu nhé. Cháu thì cháu mua phôi phải làm. Nhưng mà bây giờ nó có tay tán rồi. Chứ chưa gọi là đẹp thì chưa dám nói thôi. Vì đẹp thì không chưa có, phải tuổi cháu ít. Đấy. Mà chơi những cây như này thì phải các chú. Cháu thì thời gian nó không có nhiều. Này là đi ngắm mà rất thích. Sở hữu được nó không khó. Thế nhưng mà khó. Sở hữu được là khó đấy. Đấy. Cháu này hay đi quay này thì cả nước nó biết họ thích, họ thích gọi giao lưu trước. Chỉ đăng cái là cho miền Nam, miền Bắc cả, có khi cả nước ngoài họ biết. Biết rồi đấy. Thế bảo là đúng là nó có cái duyên. Chú thì chúng còn để hỏi dây, chắc thở cấy thôi. Cháu hay mua dây mà nhưng mà cái ở dưới kia nó lại không có cái dây đen này, thích cái dây đen này. Nó bệ. Dây đen hàng đồng đây. Nó bệ. Đây. Cháu lại từ mua chỉ mua được cái dây đồng với là cái dây nhôm trắng à. Cuối năm nay chú tháo dây. Vâng. Đây chú quấn lòng phòng rồi nhá. Tại vì nó thấp nó ngắn nó quấn nó khó. Đúng rồi. À. Cái đoạn giãn ra thì khó. À. Nó nhanh vào form lắm. Thế thôi như có một hoặc hai cả cây dinh dành này. Vâng, cây dinh dành thì cháu chưa thấy bao giờ.
dáng, thứ nhất là cái dáng, thứ hai là cái độ tuổi nó. Dáng rành rành mà dáng này là không, gần như không có, không có. Thế bảo nhìn, nếu mà nhìn tranh ấy mà không không nói là cái rành rành thì không ai biết là cái rành rành dáng này. Thường là bảo chắc là xanh rồi. Hai là cùng lắm là tùng, tùng cối. Đấy, lá tùng. Nhiều các vị nghệ nhân đến đây cứ tán. Cứ bảo để cho tôi đi. Nó không chưa để. Dạ. Đến một cái này về kiểu tùng. Đúng rồi. Tùng. Thế cũng như tự nhiên mà kiểu tùng nhiều tiền lắm. Thế bảo con nó nhìn dành nhiều tiền, đúng nhiều tiền. Tùng thì lại tùng lại có, tùng lại lại nó nhiều người có. Dễ tìm. Mình bởi, đây, bởi vì tùng nó sẽ ra dáng này là rất nhiều. Rồi. Quan trọng là nó hiếm, hiếm, nó độc, hiếm. Độc làm. Chứ bây giờ không ai làm ra được, mình có, mới khó. Trực, cái trực này nó cũng là tính người chứ nhỉ? À. Cũng là cái, đấy, yêu thích cái thẳng thẳng.